Cáo hồng này để đỡ dân coi ra trước coi cái chỗ cái nó có cái góc phó nước mưa ở ngoài nhìn vô bên phải của nhà. Rồi ít mỡ quá. Nè, nhìn nè. Mấy ký? Em hốt rồi anh bán. Bám đặt á. Bám đặt á. Bám đặt ở trong đường ống trơn rồi. Đưa máy vô đánh rồi á. Cái đưa máy vô đánh rồi, rửa thằng mèn mỗi ngày rồi. Đó, đưa máy vô đánh rồi á, mà nó còn như nào đó. Đưa máy vô đánh nó xuyên qua đó mà vẫn còn. Mai là rửa ít thôi, cái mỗi ngày đem ra ngoài cống lớn nổ luôn á. Đánh nó gớt ra đó. Nè, nó còn nó đánh máy đánh sơ qua là nó còn bám là mấy cái này nó gớt. Trời ơi, đó, đánh nó gớt ra mặn mặn. Chỉ rửa mấy cái đồ bán thôi, chưa đổ dầu mỡ xuống dưới á. Trời ơi. Dầu mỡ đó hả? Nó chảy xuống đó, ghê dầu mỡ gì dữ vậy? Mỡ chảy ra vậy. Cái gì? Bạn cái dầu mỡ của bạn đánh tan luôn các bạn. Ủa dầu mỡ rồi thầy Thảo. Cái bụng của bạn mỡ cũng có nhiều lắm nó vậy. Quá. Rồi, đưa đồ định vị. À, rồi. Nhiều chắc 500 ngàn. Để em đi ra trải.
Rồi người đẹp ơi. Trời ơi. Nhưng mà cái hầm nó nằm ở đây. Cái hầm nên cầu qua nằm đây hả? Không không, cái hầm mở, cái hầm chưa mở đang nằm ở đây là chứ không phải nằm ở đó đâu. Không. Cái ống nước mà đi ngồi ăn cơm. Ở đây có nhà. Tại buổi lúc mà mới đây làm nhà cách đây mấy năm á. Sẽ giúp cái hầm ven á.
trôi vô đầy hết ở trong ống luôn mà. Lấy cánh này ra. Được được. Được. Anh chị đã được á, được á, được á. Nó bên đây về tụi nó không có kỹ. Kỹ gì chỗ buôn bán mà kỹ gì. Nó hồi trong nhà kìa. Rửa chén đổ mỡ ta rồi tao lau cái chảo sạch rồi tao mới là rửa cái trong ống. Giờ buôn bán là dầu mỡ phải rửa là tóc tai giờ này lâu năm rồi mười mấy năm rồi. Xài lắm phải chịu rồi. Cái thời đó phải kỹ. Ở bên nhà bển trời ơi đó vậy sao nó nghe. Mở dầu rửa nhiều cái ụt đổ vô cái đường ống á. Mấy năm nay vậy đây là ok rồi. Mười rồi. Mấy năm nay mà xài vậy là ok lắm rồi đó được. Trời ơi, nó nghẹt lâu mấy cả năm nay, hai ba năm nay rồi. Ngày chi nó không có ra, nó chạy nhà nó nhiều. Cái này cũng tao nè. Đó. Tôi nhớ mà chừng gãy cái cây. Vậy ở đây sao xin nhờ ở nhà con trong Bình Định á. Hút một cục nào mấy tảng giống như là tảng băng. Đây, muốn tảng băng rồi có tảng băng nè. Đúng rồi, cái kiểu sao đây đổ vụn luôn. Anh hỏi muốn mấy tảng. Mấy tảng, đó. Mấy tảng cho mấy tảng. Đó. Ở trong cờ đó, con tăng đó. Đó muốn mấy tảng. Mấy tảng cho mấy tảng. Đó. Bởi vậy tới từ kỹ kỹ ta rung quét. Trời ơi, ở đây bằng xi nhê trong Bình Định. Bình Định mà cấm đâu. Nhà ở trong gia định. Cái cống mà giống như ngay đầu hẻm anh mà cống chính luôn á mà còn đóng còn hơn. Cái gấp mấy lần cái này. Chưa. Cái này họ đã có kêu rồi nhưng mà chắc không đúng thợ nên nó vẫn dằn vặt. Bây giờ gặp đúng rồi đó. Bữa đó cái nó có nổ về đây đâu mà. Nó nổ trong nhà không hả? Đâu có ra đây đâu. Nó chỉ biết cái đường trong nhà thôi à. Đó. Mở đó. Mở. Ủa, cái đó là cái hầm đúng không? Cái hầm đó. Mở đóng con hầm nè. Đó. Giờ là mình thông ngay cái đường ống cho đi ra đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà mình phải dốt mấy cục bự lên để không mấy cái cục bự nó cho nó lắp cái miệng tràn đi chứ là nó không có thoát đi được. Nãy nội soi vô là thấy mà. Cái gì bao béo vậy hả? Có cái bao trắng là cầm. Lấy bao tay không? Em có bao tay. Ui dồi. À, khỏi. Bộ tay về tay tay cầm bằng trên bộ tay nó làm tuột luôn. Không bộ tay gì cũng có, bộ tay mỏng bộ tay dày. Đây nè, nó đông đặt hết ở đây, nó lắp cái miệng tràn đi, bởi vậy đi ở trong nhà có muốn ra ra cũng không được nữa. Thằng này nó đứng hình rồi, nó mới kia sau ra. Đâu ra ngoài đường được đâu đúng không? Không ra ngoài đường được. Bắt nó đâu có ra được đâu mà, nó không ướt ở trong nhà. Ủa quay để gì? Tôi cũng đây hả? Nó hiểm thu đấy, mốt ta cho người khác ta coi, là tôi có hút gì vậy đó. Đúng rồi đó, chị nó đúng rồi đó. Giống như ta giới thiệu. Với lại nhiều khi mà hả? Sau này làm nhà này nè, tụi em sẽ lục lại video ở cái nhà xuống nhà này, địa chỉ ở đây là cái hầm nó nằm ở vị trí này này nè. Tao lưu lại cái hồ sơ. Con mốt là khỏi phải mò mẫm, khỏi đục phá gì đó, biết hệ thống nó nằm ở đâu đâu rồi, là người ta cứ chạy là thế mà làm thôi. Cái đồ ra nó chả nổi được. Ông to cỡ nào nó cũng bịt như vậy, nói ông đấy. Nước mưa xuống nó đảo phá một là nó quay lại là nó hít vô cái đầu ống ra ngoài là đứng hình thôi. Bởi vì mỗi lần mà mưa lớn á là ở sau nhà tao không chú là nó không có thoát nước được mà nó ngập lên ngược lại nó tràn ngược lên nhà luôn giống như là lũ rồi đó. Không chứ thôi mà. Sao lên bên rồi này lúc này không mưa. Đẩy nước ra đó đúng không? Ở đường này có con gạch sạch thì nó chạy thoát đi chứ. Nó có nhiều đâu đó. Chưa làm mà. Cũ sao nước chảy đi. Để anh đi, họ so là biết liền. Nơi nơi đường. Cho anh nhảy tới đây là biết rồi. Nó đem đi, anh chạy đi. Tao mới được hổ con mất nhiều lắm. Không đưa ra được ta.
Rồi em qua bên bệnh. Thôi thôi vô cái ống đó. Có một cái lỗ tăng bo đây nữa mà. Đấy. Mình nói là thằng kia lại đang lỗ này, nó lỗ này. Nó lấy cái chỗ bảo đảm chầm chầm cái chỗ đó, rửa là nó chạy ra đường này, nó không liên quan vô đó. Em đi theo cái ống đó, nó lọt ra đến đây. Tại lúc cái đầu cá. Thôi, tại lúc trước ông nằm đứng thấy nhìn cái ông đó là cứ bình tĩnh. Thế là tiền 60 này đặt mở luôn, không vô được luôn. Mở đây luôn. Mở đây luôn. Rồi, chắc luôn. Đánh cái đường ống này đó là nó chưa thông. Đưa cái cáp xích qua đây. Rồi. Chặt cuốn nó luôn. Xả nước nè. Bop, bop, bop.
dốc về nhà. Bánh cho nó bùng lên. Rồi, ok. Cứ ra ngoài không anh? Ra cái đồng này đi. Từ. Rồi, dứt. Xem có nhìn xem. Nè. Mở nó còn nè, nó còn bám nè. Giờ đưa máy vô đến đúng điểm đó là đánh thôi. Ờ đó, đánh. Rồi, dứt. Chứ bây giờ đang làm ngắn rồi đó à. Là giờ còn xử lý cái